chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, chỉ còn vài ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được diễn ra rồi. Và nếu như các anh em vẫn chưa biết chọn TV nào phù hợp với gia đình nhà mình trong mùa World Cup này với một cái màn hình to và mức giá lại mềm thì hãy tham khảo tất cả trong video này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Tối săn sale quên lối cùng bạt ngàn ưu đãi nhân dịp Black Friday. TV, điện thoại, laptop, phụ kiện công nghệ giảm tới 66%. Tất cả chỉ có trên livestream của Hoàng Hà Mobile. Dành cho những ai đang quan tâm, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhá. Trước khi vào danh sách các sản phẩm TV ngày hôm nay thì mình xin thông báo với các bạn một tin rất là vui. Đó là các khách hàng khi mua sắm các sản phẩm Smart TV của Hoàng Hà Mobile từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì sẽ đều được tặng một gói cước ca cộng trọn vẹn hơn một tháng trị giá hơn 100.000 đồng. Và đây thì chúng ta sẽ được tặng kèm rất là nhiều những cái phần quà khác, cũng như là sẽ được thanh toán giảm giá khi mà chúng ta thanh toán qua PVBank Evo này hay là VNPay, giảm giá từ 500.000 đến 800.000 đồng lận. Nên là mọi người hãy nhân cơ hội này để mua sắm các sản phẩm TV nhé. Sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là một chiếc TV đến từ thương hiệu Casper 55 inch và 4K. Sản phẩm này thì hiện đang có giá chưa đến 9 triệu đồng. Bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều những cái điểm ưu việt, ví dụ như là một cái viền cực kỳ mỏng khiến cho người dùng có cảm giác như là đây là một cái màn hình tràn viền. Bên cạnh đó thì có một cái thiết kế tinh tế và phù hợp với không gian của mọi hộ gia đình. Chiếc TV sở hữu chân đế chữ V úp ngược làm từ nhựa cực kỳ bền và nhẹ nhàng. Ngoài ra bạn cũng có thể tháo rời chiếc đế này để tiết kiệm không gian hơn khi không cần dùng đến. Nhắc đến dòng TV Casper, không thể không nhắc đến độ phân giải 4K cực kỳ mượt mà với 8,3 triệu điểm ảnh cho mọi khung hình trở nên sắc nét, sống động đến từng chi tiết. Đồng thời công nghệ HDR10 cũng đem đến cho người dùng một độ tương phản cao, mang đến những khung hình cực kỳ bắt mắt cho người xem trải nghiệm cực kỳ hoàn hảo. Smart TV Casper 4K 55 inch còn sở hữu bộ vi xử lý 4 nhân mạnh mẽ, giúp mọi tác vụ khi mở ứng dụng hay mở nhiều ứng dụng cùng một lúc mà vẫn hoạt động mượt mà, thao tác nhanh chóng. Bên cạnh một chiếc màn hình đẹp mắt, TV còn có hệ thống loa 16W cho âm thanh to, rõ ràng và sống động. Cùng với đó là công nghệ Dolby Digital giúp cho TV có thể khuếch đại âm thanh cực kỳ hiệu quả cho bạn tận hưởng âm thanh đa chiều. Chiếc Smart TV này hiện đang chạy hệ điều hành Android 11, giúp chúng ta có một cái giao diện nó dễ dàng sử dụng đối với tất cả những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì nó còn được tích hợp bởi 700.000 nội dung khác nhau, ví dụ như YouTube, Netflix hay là Vion, giúp chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội để trải nghiệm những cái nền tảng giải trí. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tìm kiếm nhanh những cái bài hát ở trên YouTube một cách dễ dàng bằng cách thu âm giọng nói. Sản phẩm thứ hai trong danh sách ngày hôm nay chính là một sản phẩm đến từ thương hiệu Xiaomi, chiếc Smart TV 4K P1 và 55 inch. Chiếc TV này thì được mệnh danh là một trong những chiếc TV có giá thành rẻ nhất phân khúc nhưng mà lại đem đến một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Chiếc TV này có thiết kế không viền ở cả ba cạnh và có độ dài TV không quá 9mm. Thiết kế đột phá này mang lại tỷ lệ màn hình trên thân máy cao hơn và góc nhìn 178 độ, giúp hiển thị hình ảnh rõ nét từ mọi góc nhìn mà không bị phân tâm, đồng thời đem đến một vẻ đẹp tối giản thời thượng cho TV phù hợp với nhiều không gian trong hộ gia đình. Hình ảnh sắc nét với độ phân giải 4K UHD có hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+, giúp xử lý chính xác và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh đến từng khung hình. Điều này sẽ giúp cải thiện màu sắc và các yếu tố sáng và tối. Chiếc Smart TV P1 55 inch là chiếc TV thông minh mạnh mẽ chạy trên hệ điều hành Android TV 10, là một điểm mạnh của TV Xiaomi khi sở hữu phần mềm bên trong chạy mượt mà như một chiếc Mi Box. Các ứng dụng như Netflix, YouTube, Prime Video được khởi động và sử dụng trong vòng vài giây. Ngoài ra, chỉ cần một cú nhấp chuột là chúng ta có thể truy cập với 5.000 ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, Chromecast và Miracast cũng đã được tích hợp sẵn. Vì vậy, bạn có thể phát trực tuyến mọi thứ từ điện thoại thông minh của mình và chúng ta có thể điều khiển giọng nói bằng Google Assistant để có thể rảnh tay và không cần phải ấn quá nhiều. Bên cạnh đó, chiếc TV này cũng đang nằm trong hệ sinh thái Nieco, do đó chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển thiết bị của mình bằng cách sử dụng những ứng dụng thông qua điện thoại nhé. Sản phẩm cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu Xiaomi, chiếc TV Xiaomi A2 58 inch. Dành cho những anh em nào mà đang cần một cái sản phẩm mà đặt vào trong không gian nó rộng hơn hay là cần một cái màn hình để xem những cái trận cầu thật là đỉnh cao một cách lớn hơn. Chiếc Smart TV Xiaomi A2 58 inch chính hãng có thiết kế chắc chắn với khung viền được phủ một lớp hợp kim nhôm, ba cạnh của thiết bị tràn viền mở ra không gian vô tận cho trải nghiệm thị giác. Với màn hình kích thước lên tới 58 inch, chiếc Smart TV này phù hợp để đặt trong các không gian phòng khách lớn. Bạn có thể treo TV hoặc cố định trên tường bằng cách để kệ nhờ phần thân đế chữ V đi kèm vô cùng chắc chắn.
Màn hình của chiếc Smart TV này có độ phân giải lên tới 4K Ultra HD, tương đương với 8,3 triệu điểm ảnh, gấp 4 lần so với Full HD. Nhờ đó mà có thể nổi bật rõ từng chi tiết sự vật được hiển thị. Với chiếc Smart TV Xiaomi A258 inch chính hãng, người dùng sẽ được đắm chìm trong một không gian cực kỳ chân thực nhờ khả năng hiển thị lên tới 1,07 tỷ màu. Hãng cũng đã tích hợp thêm công nghệ HDR10 và Dolby Vision để cân bằng các vùng sáng tối cho những khung hình sống động tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, chiếc TV này còn có hiệu năng vượt trội cùng công nghệ âm thanh kép giúp cho chúng ta có trải nghiệm như là một rạp chiếu phim tại nhà. Và trên đây là tất cả những sản phẩm Smart TV mà mình hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn sớm quyết định được lựa chọn một cái sản phẩm thật ưng ý cho mùa World Cup sắp tới. Và các bạn cũng đừng quên rằng khi chúng ta mua sắm trong khung giờ vàng vào ngày Black Friday thì chúng ta sẽ được tặng kèm rất là nhiều những cái phần quà giá trị, thêm vào đó là với mức giá cực kỳ hời. Và bên cạnh đó thì từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 chúng ta sẽ được tặng kèm rất là nhiều những cái sản phẩm vô cùng giá trị khác khi mà mua các sản phẩm TV tại hoanghamobile.com. Tất cả link mình sẽ để dưới phần mô tả dành cho những ai đang quan tâm nhé. Còn bây giờ thì video cũng đã dài rồi, các bạn đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Hà Channel, ấn nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai nhé. See ya!